Xin chào mọi người, mình là Hiệp. Hôm nay mình sẽ bắt đầu vlog đầu tiên của mình với chủ đề đó là fan hâm mộ. And I'm gonna get down, I love you. And I'm gonna get down, I love you. And I'm gonna get down, I love you. Girl, I wanna get down. Kiểu người hâm mộ đầu tiên mình muốn nhắc đến đó chính là fan cuồng. Vậy làm thế nào để bạn biết mình là một fan cuồng? Nhớ hết các bước nhảy trong bài hát. Thuộc tên tất cả các thành viên trong nhóm: Nazon, Jihoo, Mina, Jungwoo, Samna. Thuộc tất cả các giai điệu trong bài hát, nhưng thực tế bạn chả hiểu gì cả. Xem tất cả các chương trình giải trí mà thần tượng của bạn tham gia. Kiểu fan hâm mộ thứ hai đó chính là giả hồi cuồng. Tại sao mình lại nói là giả hồi cuồng? Khi bạn nói chuyện với bạn của bạn và người đó là một fan cuồng của một nhóm nhạc hay một ca sĩ nào đó thì điều này đương nhiên sẽ xảy ra thôi. Mày xem bài mới của Big Bang chưa? Bài gì cơ? Mày chưa xem á? Thay vì trả lời như thế này, bạn có thể trả lời giống mình. À, cái bài ra hôm trước đấy á. Thực ra là bạn chả biết bài đấy bài gì cả. Ừ, tao nghe rồi. Anh gì nhở, anh gì đẹp trai nhở. Và bạn yên tâm đi, điều này sẽ giúp bạn kéo dài được tuổi thọ tình bạn của bạn. Ừ đúng rồi, bài ép anh đi, anh gì đi. Ồ anh gì đẹp trai nhở, cả đời tao chưa thấy ai đẹp trai như thế luôn ấy. Anh top nữa, anh sung di nữa. Anh nào cũng đẹp trai hết trơn à. Thời buổi nào rồi còn nghe nhạc Big Bang. Tiếp theo sẽ là một kiểu fan hâm mộ mà ai cũng rất ghét, đó là fan đố kỵ. Đó chính là fan mà nhìn mọi thần tượng của người khác với một con mắt tiêu cực, tiêu cực nhất có thể. Lại đảo. Loại này thì đương nhiên là luôn ngồi sau bàn phím rồi. Loại nào ngồi sau bàn phím, một loại này ngồi nhiều nhất. Thần tượng của mày trông như kéo hiểu sao, ăn mặc như cái đầu quê mùa. Chuyên gia ấn dislike ngay từ giây đầu tiên của bài hát. Đôi khi là còn có tình huống đâm bị thóc chọc bị gạo. Giả vờ là fan của bên này và nói xấu fan bên khác để hai bên đánh nhau. Mình đứng ở giữa và mình cười. Mình không hiểu lý do tại sao các bạn làm như vậy cả. Mình đã gặp rất nhiều trường hợp như thế rồi. Không chỉ là một cá nhân mà là cả một tổ chức, một fanpage rất là lớn. Tiếp theo sẽ là đến kiểu fan của sếp. Theo số liệu thống kê cho biết thì cứ 10 người thì đến 8 người là fan của sếp, 2 người là fan của mình. Sếp á? Ai mà chả là fan của sếp? Không phải là fan thì là anti-fan thôi. Vì đây là một cộng đồng fan hâm mộ khá nhạy cảm nên nếu bạn nào muốn biết thêm thông tin chi tiết, hãy liên hệ với tài khoản Facebook có tên Hiệp Đỗ phẩy... Mình đùa một chút thôi. Hãy tôn trọng sở thích, thần tượng của người khác thì khi đó bạn cũng sẽ nhận lại được sự tôn trọng của những người xung quanh.